Ví dụ như là khách hàng ở Hà Nội, khách hàng ở Hải Phòng, những cái thành phố chính, chúng ta hay hứa là khoảng 3 ngày anh nhận được hàng, hoặc khoảng 4 ngày anh nhận được hàng, đúng không? Còn khách hàng mà ở tỉnh lẻ hoặc là ở xã huyện thì chúng ta hay hứa là khoảng 5 ngày nhận được hàng, đúng không? 6 ngày nhận được hàng, đúng không? Mua hàng ai không muốn nhận hàng nhanh, nhận trễ là cảm giác bực, không muốn nhận liền. Mình hứa là cái chuyện mình bán hàng mình hứa, nhưng khi chuyển cho công ty vận chuyển thì bắt đầu chúng ta mới nhìn sao hàng nó chưa phát, nó chưa chịu phát thì làm sao mà 3 ngày sau ngoài Hà Nội nhận được. Đó là lý do mà cái bạn chăm sóc khách hàng nó mới gọi cho bên vận chuyển: ủa, mấy cái đơn hàng này tối qua nhận hết rồi mà sao sáng hôm nay chưa phát, hoặc là phát rồi mà 3 ngày sau tại sao chưa hoàn thành, tại sao ngoài đầu Hà Nội chưa hoàn thành để chúng ta bút, còn ở quận huyện thì chúng ta quan sát tới 5 ngày rồi, 6 ngày rồi mà tại sao chưa hoàn thành. Lỗi là do bên nào, lý do nó là sao, không liên hệ được khách hàng, hay là do lỗi vận chuyển nó giam hàng ở kho quá lâu, là do bên bên nào? Tại vì cái này là nó nói về how to, mà đã how to thì nó hơi nhức đầu. Thường thường mà các bạn học cái gì mà các bạn nghe về tư duy á, thì tự nhiên các bạn nghe nó khỏe. Đặc biệt là mấy ông mà học trong cái lớp truyền cảm hứng, rồi là mấy lớp mà cái truyền cảm hứng làm giàu đồ, tự nhiên các bạn nghe rất là sướng tai, nhưng mà về nhà không biết làm sao làm. Còn mà bắt đầu chuyển sang mà dạng kiến thức là how to á, phương thức triển khai quy trình như thế nào, là bắt đầu nghe nhức 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 đầu ngay. Nhưng những cái kiến thức này nó mới giúp cho các bạn lớn lên, còn những cái kiến thức kia giúp cho bạn mở mang tư duy. Ok, mở mang cái tư duy thôi, mở mang tư duy lạc quan, yêu đời vậy thôi. Rồi rốt cuộc là làm như thế nào thì không biết. Đó là lý do mà tình trạng mà rất nhiều ông đi học những cái lớp là truyền cảm hứng, yêu thứ gì đó, rồi chừng cuối cùng về làm không biết sao làm hết. Đang chọn cái hành trình làm kinh doanh, hoặc là các bạn muốn ra khởi nghiệp nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết chọn cái cách đi nào thì cho nó đúng, cho nó phù hợp, chia sẻ đến bạn những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện, những cái bài học, những cái từ khóa để giúp cho bạn chọn cái con đường khởi nghiệp, con đường làm kinh doanh, con đường làm chủ doanh nghiệp nó được tốt hơn. Chủ đề hôm nay là chủ đề mà nói về làm sao chúng ta giảm cái thất thoát, giảm cái mất tiền, giảm cái thiệt hại khi chúng ta giao hàng qua cái dạng gì? COD. Giao hàng COD là gì thì chút xíu nữa mình sẽ nói. Làm sao đó để chúng ta tránh gì? Giảm cái thất thoát khi chúng ta giao hàng COD. C của tiếng Anh là nó gọi là cái từ cash, chữ O là chữ on, chữ D là delivery. Ok không ạ? Cash on delivery. Dịch thô theo tiếng Anh nghĩa là tiền, đúng không? Giao hàng. Nhưng mà dịch đúng văn ngữ của tiếng Việt á, nghĩa là chúng ta thu tiền hộ, tức là giao hàng rồi thu tiền hộ luôn. Ví dụ như là bạn giao cái món hàng đó, bạn là người có trách nhiệm giao hàng, bạn giao món hàng đó đến tay người ta, bạn làm cái công việc là bạn thu hộ cho cái người chủ hàng luôn. Cái đó người ta gọi là COD. Bạn nào đó ở bên chuyên giao hàng online thì các bạn hiểu cái từ COD, bạn nào chưa làm thì các bạn chưa hiểu. Thì tại sao hôm nay mình nói về vấn đề này? Bởi vì mình gặp nhiều bạn kinh doanh online và bạn thất thoát tiền. Hoặc là trong thời gian vừa qua đó, các bạn lên trên báo, các bạn đọc thỉnh thoảng, các bạn thấy báo không? Nó đăng những cái tin rằng là kế toán hay là nhân viên ở một cái công ty vận tải, vận chuyển, cái công ty giao hàng á, họ lấy tiền. Thì tiền đó là tiền từ đâu? Tiền từ những cái người bán hàng online như các bạn, chứ tiền từ đâu, tức là bị mất tiền. Nếu mà các bạn không có cái quy trình, đặc biệt là các bạn nào bán hàng online mà đơn hàng các bạn nhiều á, ví dụ là mỗi ngày bạn 20 đơn đi, 30 đơn đi, hoặc là các bạn nào mà mỗi ngày 100 đơn là còn kinh nữa, 10 ngày là các bạn thấy 1.000 đơn, một tháng chúng ta khoảng trung bình khoảng 3.000 đơn, 2.000 đến 3.000 đơn. Nếu các bạn thất thoát một cái khoản ít 5 triệu, 10 triệu thì gần như là nếu mà các bạn không có quy trình đó là các bạn không kiểm soát được. Một tháng bạn thất thoát 10 triệu đi, các bạn không kiểm soát được, một năm bạn mất cả hơn 100 triệu, các bạn thấy giờ tiền lãi nó nằm từ đó đâu, nó thất thoát qua cái quy trình giao hàng á, COD á, các bạn hình dung chưa, nó rất là nhiều. Thậm chí có những anh em bán hàng online thì không có luôn cả cái quy trình này luôn mới ghê chứ, không có cái quy trình đối soát về COD luôn, không biết cái quy trình làm sao để nó khỏi mất hàng luôn. Nó mất qua gì nữa, qua cái hệ thống sai sót, đặc biệt là cái hệ thống phần mềm của bên bên giao hàng nào á. Các bạn đã từng bán hàng online thì bên giao hàng nào nó cũng có một cái phần mềm cho chúng ta nhập liệu vô hết, cái phần mềm của họ.
và có thể là vô tình hoặc là có thể có ý gì gì đó, cái số liệu nó bị sai sót, chúng ta không kiểm soát được, chúng ta không biết cách làm sao để chúng ta thu hồi những khoản tiền đó lại hết. Và có những bạn thì như thế nào, phụ thuộc hoàn toàn vào cái phần mềm của bên giao hàng, bên gọi là bên thứ ba, và gần như là các bạn không có giấy tờ, sổ sách hoặc là một cái file gì đó để bạn lưu giữ lại hết. Ở đây mục tiêu của chúng ta là chúng ta nói ra được cái quy trình kiểm soát cái chi phí giao hàng COD này, cái chi phí thu tiền hộ này. Ở đây chúng ta không có mục tiêu là nói bên giao hàng người ta không có tốt, không nói về cái mục tiêu đó. Đôi khi là người ta làm tốt hết, nhưng mà do cái phần mềm, do những cái sai sót. Cái vấn đề ở đây là chúng ta chỉ tập trung vào chúng ta nói cái vấn đề gì, tiền của chúng ta đã giao đi thì làm sao chúng ta thu đúng, thu đủ về. Không tập trung vào do tại bị thì là đổ thừa gì hết. Cái yếu tố đầu tiên là khi giao hàng COD thì chúng ta mắc ở những cái khâu nào. Mắc thứ nhất là nguyên nhân thứ nhất là chúng ta không đối soát, không kiểm tra số liệu, thì chắc chắn chúng ta mắc. Mà ác một cái là chúng ta không biết mình mắc mới ghê chứ. Nếu mà không đối soát thì bó tay. Có những người làm ăn là không bao giờ đối soát so chiếu hết, cứ tin vào nghĩ là nó đúng. Nó không phải vậy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta mắc gì? Do trả thiếu về các cái đơn COD. Cái này là do họ quên, cũng có thể là do cố tình. Dù họ quên hay họ cố tình cũng do lỗi của ta hết, lỗi của nhà bán hàng đó, tại vì trách nhiệm của các bạn, tại vì tiền đó là tiền của bạn mà, người ta thu hộ mà, ai biểu mình không theo dõi số liệu để mình đòi chi. Đơn này bạn trả này, đơn này chưa thanh toán, đơn này chưa thanh toán, còn cái kia lâu quá chưa thanh toán này, hình như chưa, thì công bằng mà nói là cũng lỗi của ta. Nên là sau này mà các bạn mà có phát hiện ra thì các bạn đừng có trách bên nhà vận chuyển. Bên nhà vận chuyển rất là nhiều lý do, cũng có thể là họ quên, rồi bạn lại quên luôn. Đặc biệt là hay quên những cái đơn hàng nào, những đơn hàng 1-2 tháng rồi đó, những cái đơn hàng mà giao chậm 1-2 tháng sau, có những khách hàng họ rất là cuồng nhay và giao không có được, cho tới tương tác qua tương tác lại 2-3 tháng sau mới giao được rồi thu tiền. Thì thường thường là lâu quá các bạn bị quên. Các bạn thất thoát, bạn mất tiền vào chỗ đó. Hoặc là gì? Thất thoát do thất lạc hàng hóa. Thất lạc hàng hóa thì rất là nhiều lý do. Do rất nhiều lý do. Lý do tiếp theo nữa là do bị tráo hàng. Do có thể là do khách hàng, có thể là do nhân viên giao hàng bưu tá bưu cục gì đó, do tính sai cước vận chuyển đơn hàng. Ok, tính sai cước vận chuyển là sao? Cái này thường thường nó rớt vào cái chỗ là cân trọng lượng á, thường thường nó liên quan đến cân trọng lượng. Ví dụ là trọng lượng có nửa ký thì họ tính tổng lượng là 0.6 ký, ví dụ vậy. Do sai lệch về trọng lượng, hoặc là do hàng bị hư hỏng trong quá trình chúng ta vận chuyển đi và vận chuyển về. Chúng ta rất là nhiều nguyên nhân để chúng ta mất, thì chúng ta phải ý thức ra được việc vậy để chúng ta đối soát lại nha. Ngày hôm nay các bạn cần phải có cái kiến thức này, vậy làm kinh doanh trước sau gì các bạn cũng giao hàng, kể cả ở thành phố này luôn, kể cả bạn bán hàng trái cây thì bây giờ người ta cũng ship hàng, kể cả bạn bán đồ ăn bây giờ người ta cũng ship hàng không à. Mà ship thì chúng ta thông qua các công ty vận chuyển, và các bạn ship một ngày vài đơn thì các bạn kiểm soát được, chứ các bạn ship một ngày mà ví dụ 50 đơn, 100 đơn là bó tay. Chúng ta cần phải có quy trình hết, không thể nhớ được, không thể nhớ nổi được. Và đặc biệt những đơn hàng mà trả tiền sau á, đặc biệt là COD, mà hôm nay nói COD là lấy tiền sau hết. Bây giờ chúng ta tập trung vào là quy trình kiểm tra và đối chiếu. Cái số 2 là mình nói tới quy trình kiểm tra và đối chiếu. Đầu tiên trong quy trình kiểm tra đối chiếu á, là chúng ta phải có gì? Chúng ta phải có cái file gốc. Nếu mà không có file gốc thì làm sao chúng ta kiểm tra đối chiếu được. Nên làm gì làm chúng ta phải có một cái file gốc. Ok chưa nè? Phần lớn hồi giờ làm á, là các bạn không có cái file gốc luôn. File gốc nó từ đâu ra? File gốc từ việc gì? Từ cái việc hàng ngày các bạn làm mà các bạn nhập liệu lên cái phần mềm của mình á. Nếu bạn nào có phần mềm, đúng không? Nhập liệu lên phần mềm của mình. Tuy nhiên cái vấn đề chỗ này bạn phải hiểu nè. Nhiều người nhập liệu vào cái phần mềm của mình và để trong đó luôn, nghĩ đó là file gốc. Nhưng bạn nên nhớ một vấn đề rằng phần mềm nó hay như thế nào, đôi khi nó bị lỗi, đôi khi server nó đứng, đôi khi nó bị vấn đề gì đó. Ok, không phải là chúng ta không tin phần mềm, nhưng số liệu đơn hàng của chúng ta mà đôi khi nó đứng hoặc nó làm sai lệch, do nó bị lỗi gì đó, nó sai lệch số liệu, thế là chết. Nên là ý ở đây file gốc đó là gì? Bạn vẫn nhập liệu bình thường, nhưng cuối mỗi ngày á,
sau khi mà cái file mà bạn đã giao được cho bên vận chuyển thì bạn nên đào cái file đó về, hình dung chưa? Cuối ngày bạn đào cái file đó về, bạn lưu ở cái dạng Excel, rồi sau khi giao cho vận chuyển xong á thì bạn gửi cái file đó cho bên vận chuyển để hai bên xác nhận đối chiếu là đã nhận cái lượng hàng đó. Thì cái file đó là cái file gốc, các bạn có hình dung chưa? Đặc biệt cái này nó rất là nguy hiểm nè, rất nhiều bạn á, là bạn nhập liệu, những bạn mà đơn hàng ít thì mình không nói, mình ở đây mình nói là các bạn nào mà mỗi ngày mà vài chục đơn hàng đó nha, đặc biệt là các bạn gì nhập liệu trực tiếp lên trên file của, lên trên phần mềm của bên vận chuyển, ok, và bạn tính cái phần mềm đó là thật, thì ở đây mình không có nói là vận chuyển nó không thật, nhưng đã gọi là phần mềm thì nó có sai sót, kể cả Facebook mà các bạn thấy nó còn bị lỗi. Facebook là một cái hệ thống mà chuẩn quốc tế, kể cả Google mà nó còn bị lỗi, các bạn thấy lâu lâu nó cũng bị lỗi. Thì cái chuyện mà một cái phần mềm mà bên thứ ba nó cung cấp, đặc biệt là bên nhà vận tải nó cung cấp cho chúng ta là bị lỗi là chuyện nó rất là bình thường. Hoặc là dữ liệu có thể là bị sai, nhưng nó bị lỗi hoặc nó bị sai thì bạn đâu có file gốc đâu mà để bạn gì, bạn có thể là bạn đối chiếu với họ. Các bạn đồng ý ra điều này chưa? Làm gì làm thì mỗi ngày bạn cần có một cái file gốc, rồi bạn đối chiếu, rồi bạn gửi email qua với bên đơn vị vận chuyển á, để xác nhận, hai bên xác nhận lại. Thì cái file đó sau này lỡ phần mềm nó bị cái gì, chúng ta có cái mà chúng ta đối chiếu, hoặc là nó có những cái dữ liệu trong phần mềm nó sai lệch thì chúng ta đối chiếu, còn không là chúng ta mất không. Ok, các bạn có chốt ra được chỗ này chưa này? Còn không là các bạn tiêu. Đặc biệt là các bạn mà không có file gốc á là bỏ tay nha. Số liệu mà bên kia nó sai một cái hoặc là nó đổi số liệu một cái là coi như là xong, chúng ta phải chấp nhận thôi. Rồi, cái thứ ba là các bạn nhập liệu file gốc, là chúng ta phải nhập liệu nó như thế nào. Thì đối với những cái công ty của các bạn á, đúng không? Đối với phía bên công ty của chúng ta mà chúng ta có phần mềm á, thì hàng ngày thì nhân viên sale, đúng không? Nhân viên telesale nó sale, gọi là nhân viên sale nó chốt đơn rồi thì nó nhập liệu bình thường lên trên cái phần mềm của chúng ta thôi. Khách hàng nào chốt đơn thì cứ nhập vào phần mềm một cách rất là bình thường. Nào chốt đơn, nhập hàng. Cuối ngày, đúng không? Khi mà cuối ngày bên vận tải, bên vận chuyển nó tới, nó nhận đơn hàng của chúng ta, ngày hôm đó chúng ta chốt được 30 đơn, nó tới nó nhận được 30 đơn thì chúng ta nó như thế nào? Thứ nhất, chúng ta xuất cái file đó ra, hình dung chưa? Chúng ta xuất cái file mà nó nhập đơn hàng đó ra, chúng ta giao cho bên vận tải để nhà vận tải chắc đơn 1, đơn 2, đơn 3, đơn 4, đơn 5, 30 đơn, tôi giao cho anh 30 đơn, ký xác nhận vào. Nếu bạn nào đó mà hàng mà tính cái thì nói, bạn nào mà hàng mà tính trọng lượng là nên căng luôn nha, căng trọng lượng lên luôn. Hoặc hàng nào mà tính cái mà nó cũng bị triple về số lượng, tại sao chúng ta phải làm rõ ràng cái chỗ đó. Đôi khi á, bạn giao 30 cái mà nó nói nó nhận có 28 cái thì các bạn cũng bó tay rồi nha. Nó là phải ký xác nhận. Và để chắc chắn được á, ngoài chuyện ký xác nhận á, thì chúng ta căng luôn, kể cả món hàng chúng ta cũng căng luôn, hàng tính cái á, cũng căng luôn. Ví dụ như là bạn giao 30 đơn hàng quyển sách, cùng một loại sách, thì các bạn căng lên là cái số ký nó bao nhiêu luôn, để sau này mà cãi cọ gì đó thì chúng ta lấy 30 cái quyển sách. Còn ở nhà chưa giao, căng lên là cái số lượng nó đúng là y chang, các bạn có hình dung chưa? Rồi, cái thứ hai, sau khi mà bên vận tải họ đã, nhân viên tới họ nhận, họ đã ký xác nhận rồi đó, sau khi xong cái đó rồi thì các bạn chụp lại những cái file đó hết, lưu lại toàn bộ những cái file đó hết, và bạn mail cho phía bên văn phòng vận chuyển á, đã xác nhận là hàng bên này đã đi xong ngày hôm nay và mã bill rồi đó, bạn lưu hết trong file, bạn gửi cho bên vận chuyển để làm cái xác nhận. Hình dung chưa? Để gì? Để bên vận chuyển sau khi gì à? Sau khi họ gửi hàng đi rồi á, thì bắt đầu họ mới gửi lại cho chúng ta là những đơn hàng đã gửi đi, họ nhận về kho rồi họ gửi đi, những đơn hàng đã gửi đi thì bắt đầu chúng ta về, chúng ta xác nhận lại những cái bill nào gửi đi là nó có sẵn. Hình dung chưa? Xác nhận lại, chúng ta xác nhận lại trong cái phần mềm của chúng ta luôn, xác nhận trên file gốc luôn. Hình dung chưa? Và cũng chính cái list này á, để gì? Để nhân viên chăm sóc khách hàng á, các bạn chưa, nhờ đó mà sau này nhân viên chăm sóc khách hàng của bạn á, họ liên hệ được với bên kia đó họ làm việc, họ liên hệ được với khách hàng, họ liên hệ với bên vận tải đó họ làm việc được. Hình dung chưa? Bạn mà không có cái file gốc đó thì nhân viên chăm sóc khách hàng nó rất là khó làm.
Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta phải hiểu cái tình trạng về hàng, hiểu các cái tình huống về hàng thì chúng ta mới bắt đầu xử lý theo từng trường hợp được. Vừa rồi mình nói cái tư duy, cái cách thức, bây giờ chúng ta phải hiểu về cái tình trạng của hàng. Tình trạng hàng thì tình trạng gì? Nó có những tình trạng nào? Khi mà các bạn nhìn lên phần mềm á của bên vận chuyển á thì các bạn sẽ thấy những tình trạng gì? Tình trạng thứ nhất là gì? Đơn hàng mà đã bắt đầu phát đi á thì nó có trạng thái là đang gửi. Hình dung chưa? Nó có trạng thái trên phần mềm là đang gửi, nghĩa là những đơn hàng đó phát đi. Thì bạn nhìn vào trong đó để bạn thấy là những cái đơn hàng nó chưa phát, đơn hàng nào đã phát, đơn hàng nào đang trên đường phát là nó là đang gửi. Rồi, đơn hàng nào á mà đã phát được tới tay khách hàng rồi á, mọi thứ ok rồi á thì nó gửi cái chữ là phát thành công. Tuy nhiên nên nhớ cái chỗ này nè, phát thành công khác nha, là mới phát thành công cho khách hàng, nhưng mà tiền về túi mình chưa? Chưa, hiểu chưa? Phát thành công thôi, tiền chưa về túi mình. Đó là trạng thái là phát thành công. Sau khi tiền nó về túi mình rồi thì nó sẽ nằm ở trạng thái là hoàn thành. Ok chưa? Nắm ba cái trạng thái đó chưa? Tuy nhiên cuộc sống nó không có êm đềm như vậy. Cuộc sống nó không có ngọt trong ba cái trạng thái nó như vậy, nó ngọt như vậy á thì làm sao mà thất thoát tiền bạc nó dễ quá, đúng không? Vấn đề nó là chỗ này nè. Có những đơn hàng á khi phát tới á thì khách hàng gì, gọi hoài khách hàng không được, gọi hoài không được, liên hệ không được, và hai bên tương tác qua lại, có thể là bên ta tương tác với khách hoặc là bên vận tải nó tương tác với khách, tương tác qua tương tác lại và cũng không được nữa thì bắt đầu á mới xác nhận với nhau, bên ta vận tải nó xác nhận là xác nhận hoàn. À, xác nhận hoàn là hàng đó đã trả về kho. Kho nào? Kho của bên vận chuyển chứ không phải là kho của ta. À, nên nhớ, xác nhận hoàn nghĩa là mới về trả về kho vận tải của bên kia thôi. Rồi nếu mà hàng đó về ta, các bạn nên nhớ là chúng ta phải lưu ý là phải chờ cái ngày gì? Chờ cái ngày hàng đó nó về lại kho ta nữa. Khi mà hàng về lại kho ta thì nó nằm ở trạng thái gì? Chuyển hoàn thành công. Chuyển hoàn thành công đó, chúng ta có những cái trạng thái đó để chúng ta hiểu, để chúng ta theo dõi. Ok, tới đây bắt đầu các bạn hình dung ra cái bức tranh chưa? Đó, cái vấn đề nó rất là phức tạp, nó rất là chéo nhau nó như vậy đó. Nên nửa tháng hoặc một tháng, các bạn nên nhớ điều này không à? Chúng ta cần phải có cái số liệu mà năm trạng thái hồi nãy mình nói đó. Và cái file đó là cái file gốc. Chúng ta phải so với cái file gốc. Chúng ta phải có cái số liệu năm cái thứ mà nói, còn không các bạn sẽ bị mất tiền. Mất mà đổ nổi mà không biết mình mất luôn á. Thường thường thì để kết thúc tháng này á thì 15 tháng sau á chúng ta mới có số liệu gần tương đối của cái tháng trước. Bởi vì sao? Bởi vì từ ngày mà đơn hàng nó phát đi á cho tới khi mà trạng thái, mà đặc biệt là cái trạng thái tiền, thường thường nó mất tới cái nửa tháng. Hình dung chưa? Nó là thường thường là kết thúc tháng này thì từ 15 tháng sau á thì chúng ta phải cập nhật số liệu và chúng ta xem những cái trạng thái nào đó nó có ok chưa. Bởi vì có những cái đơn hàng nó gần đúng thôi, có những đơn hàng thậm chí cả tháng, 2 tháng mới xử lý được. Tuy nhiên chúng ta có cái file mà rõ ràng đó thì chúng ta sẽ đối chiếu được rõ ràng năm trạng thái đó, hàng nào đang gửi, hàng nào đã phát thành công, cái nào đã hoàn thành, cái nào đã xác nhận hoàn và cái hoàn đã về lại kho của mình chưa. Năm trạng thái đó để chúng ta nắm. Đặc biệt chúng ta có cái số liệu đó nữa, khi mà chúng ta có cái số liệu đó thì nó nhiều thứ lắm. Nó không đơn giản là theo dõi cái hoàn hay không hoàn, cái nào tiền hay không tiền đâu. Mà khi mà các bạn có cái file dữ liệu đó, bạn còn lên được rất là nhiều thứ. Ví dụ có cái file dữ liệu đó để gì? Để chăm sóc khách hàng nó vào nó làm việc. Ví dụ có cái file dữ liệu đó để làm gì? Để chúng ta xem á cái hàng nào á nó bị cái tỷ lệ hoàn nhiều. Rồi cũng nhờ cái số liệu đó mà ví dụ bạn dùng của ba đơn vị vận tải đi thì bạn mới phát hiện có cái đơn vị vận tải á nó giao hàng sẽ bị hoàn rất là nhiều. Các bạn có hình dung chưa? Ý ở đây là mình nói là nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà ở đây mục tiêu ở đây là không nói tới cái vấn đề đó. Mục tiêu ở đây là nói làm sao có đơn hàng nó gì giảm thất thoát trong vấn đề giao hàng thôi, chứ mình không có nói tới những cái chuyện kia. Nội dung bài này là nói, chúng ta là nói tới là nó lan qua những cái chủ đề khác. Nhưng mà ý ở đây các bạn thấy có cái bảng số liệu đó nó lợi hại không? Nó có lợi hại không? Rất là lợi hại, đúng không? Vậy thì
xem như là chúng ta đã có được cái file đó, cái file mà cứ 15 hàng tháng chúng ta có cái số liệu á, thì chúng ta làm gì? Thì dĩ nhiên là hàng ngày cái đơn vị chăm sóc khách hàng đó, ok chưa nè, họ sẽ cập nhật và họ nắm được. Đúng rồi, điều chỉnh để tối ưu đơn hàng, bạn kiến nói chính xác. Hàng ngày họ cập nhật và họ nắm được để gì? Để họ liên hệ những cái đơn hàng phát thành công thì dễ, đặc biệt là những đơn hàng là phát chưa thành công á, họ liên hệ với bên khách hàng, họ gọi điện, họ nói chuyện, lý do vì sao, hình dung chưa nè. Chứ còn mà các bạn mà giao phó hết cho bên vận chuyển á, tại do chúng ta có cái số liệu đó nên là chúng ta biết là cái đơn hàng nào mà chưa phát thành công thì chúng ta tương tác với khách hàng ngay. Các bạn mà giao hết cho bên vận chuyển là nó hoàn ngay. Bên vận chuyển người ta chỉ vận chuyển, người ta đâu có cái chức năng là người ta phải thuyết phục khách hàng. Cũng nhờ cái bảng số liệu đó mà các bạn mới nhìn ra được cái nào đã giao thành công rồi á, mà tại sao đơn vị vận chuyển nó chưa thanh toán cho mình. Hình dung chưa? Thì chúng ta mới bút nó thanh toán cho mình sớm hơn. Đặc biệt là những cái trường hợp như vậy nè, có những cái đơn hàng mà một tháng sau mới giao được, bên vận chuyển thu tiền rồi, mấy tháng trước á, thì nó nằm ở một cái trạng thái gì, hàng chưa giao được, bây giờ là nó, nhưng mà do một hai tháng trước chúng ta quên mất, nên tháng này cả hai bên cùng quên luôn, hoặc là một bên cố ý quên luôn là xong phim. Nên là cũng nhờ có cái file đó đó mà bên chăm sóc khách hàng á, cái bộ phận nó bắt đầu nó mới tương tác bên kia, còn tháng trước nữa nè bị mấy cái đơn này nè, ok mà chưa xử lý được, bây giờ đã xử lý ra rồi thì đưa tiền cho tôi. Cũng nhờ cái file đó mà các bạn kiểm tra được cái gì, timeline giao hàng, thời gian giao hàng. Không có cái file đó làm sao bạn kiểm tra được? Bạn không biết cách làm, bạn giao phó cho đơn vị vận chuyển sao bạn kiểm tra được? Kiểm tra thời gian giao hàng là như thế nào? Thường là chúng ta hay hứa với khách hàng, đúng không? Hứa với khách hàng là những cái khách hàng mà họ ở những cái thành phố chính, thì thường thường là khoảng 2 đến 3 ngày là chúng ta nói là khách hàng nhận hàng, đúng không? Ví dụ như là khách hàng ở Hà Nội, khách hàng ở Hải Phòng, những cái thành phố chính, chúng ta hay hứa là khoảng 3 ngày anh nhận được hàng, còn 4 ngày anh nhận được hàng, đúng không? Còn khách hàng mà ở tỉnh lẻ hoặc là ở xã huyện thì chúng ta hay hứa là khoảng 5 ngày nhận được hàng, đúng không? 6 ngày nhận được hàng, đúng không? Mua hàng không muốn nhận tiền nhanh, quên nhận hàng nhanh, nhận trễ là cảm giác bực, không muốn nhận liền. Mình hứa là cái chuyện mình bán hàng mình hứa, nhưng khi chuyển cho công ty vận chuyển thì bắt đầu chúng ta mới nhìn sao hàng nó chưa phát. Nó chưa chịu phát thì làm sao mà 3 ngày sau ngoài Hà Nội nhận được. Đó là lý do mà cái bạn chăm sóc khách hàng nó mới gọi cho bên vận chuyển, ủa mấy cái đơn hàng này tối qua nhận hết rồi mà sao sáng nay chưa phát, hoặc là phát rồi mà 3 ngày sau tại sao chưa hoàn thành, tại sao ngoài đầu Hà Nội chưa hoàn thành để chúng ta bút. Còn ở quận huyện thì chúng ta quan sát tới 5 ngày rồi, 6 ngày rồi mà tại sao chưa hoàn thành. Lỗi là do bên nào, lý do nó là sao, không liên hệ được khách hàng, hay là do lỗi vận chuyển nó giam hàng ở kho quá lâu, là do bên nào. Cái này nó thuộc kỹ thuật, nó rất là dích dắt, nhưng mà bạn nào mà follow theo là bắt đầu các bạn hiểu ra vấn đề, đúng không ạ? Tại vì cái này là nó nói về how to, mà đã how to thì nó hơi nhức đầu. Thường thường mà các bạn học cái gì mà các bạn nghe về tư duy á, thì tự nhiên các bạn nghe nó khỏe. Đặc biệt là mấy ông mà học trong cái lớp truyền cảm hứng, rồi là mấy lớp mà cái truyền cảm hứng làm giàu rồi, tự nhiên các bạn nghe rất là sướng tai. Nhưng mà về nhà không biết làm sao làm. Còn mà bắt đầu chuyển sang mà dạng kiến thức là hâu tu á, phương thức triển khai quy trình như thế nào là bắt đầu nghe nhức đầu ngay. Nhưng những cái kiến thức này nó mới giúp cho các bạn lớn lên. Còn những cái kiến thức kia giúp cho bạn mở mang tư duy. Ok, mở mang cái tư duy thôi, mở mang tư duy lạc quan, yêu đời vậy thôi. Rồi rốt cuộc làm như thế nào thì không biết. Đó là lý do mà tình trạng mà rất nhiều ông đi học những cái lớp là truyền cảm hứng, yêu thứ gì đó, rồi chừng cuối cùng về làm không biết sao làm hết. Còn dạng kiến thức này là kiến thức hâu tu. Mà đã hâu tu là phải bám sát, là phải theo dõi, là phải về thực hành. Bạn nào mà càng có trải nghiệm thì càng nắm được, còn không có trải nghiệm là bó tay, nghe như việc nghe sấm vậy đó. Level hơn nhau là chỗ này đây nè. Rồi cũng nhờ cái đó mà chúng ta xử lý những đơn hàng thất lạc. Những đơn hàng thất lạc mơ là mệt đây. Những đơn hàng thất lạc nguyên nhân là do bên giao hàng
hoặc là những đơn hàng do khách đòi giảm giá, tức là ghi tới nơi rồi khách mới đòi giảm giá, hoặc là hàng bị nứt, bị vỡ, hàng bị hư á, ok mà nó đủ tình trạng hết. Nên là chúng ta cần phải có cái file gốc ban đầu á để chúng ta đối chiếu cái bill nào, đơn hàng nào nó bị tình trạng gì để chúng ta truy lùng ra. Ok chưa này? Đó, vừa rồi là các bạn nói để các bạn đối soát, để các bạn nắm được. Rồi đặc biệt là các bạn bám vào cái mà các bạn quan tâm nhất là những cái đã thu tiền rồi, đã hoàn thành rồi. Hình dung chưa? Thì cái nào đó hoàn thành, đó so cái nào đó hoàn thành rồi, thu tiền 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 rồi. Hình dung chưa? Cái nào đã giao hàng rồi mà đã lâu rồi chưa thu tiền, phải đối soát hết. Và phải làm việc với hai bên để đối soát lại với nhau. Rồi cũng nhờ cái đó nữa mà các bạn phải gì? Đối soát một cái thứ nó rất là nguy hiểm. Cái gì đã thu tiền rồi, đối soát một cái thứ rất là nguy hiểm là tiền cước vận chuyển. Hình dung chưa? Nhờ có cái file đó chúng ta đối soát cái tiền cước vận chuyển nữa. Vì tiền cước vận chuyển nó là cái quà gì? Tại sao chúng ta phải đối soát cái này? Đó là chúng ta gì? Có những cái gì? Có những cái mà mã hòa hàng bạn thống nhất, mã hàng bạn hoàn toàn rất là thống nhất, tức là thống nhất một loại hàng hay hàng hóa gì đó, nó tương đối đồng nhất và chúng ta đã đàm phán được với bên vận tải là giao đồng giá. Thì cái này đơn giản, dễ tính toán, đỡ nhức đầu. Tuy nhiên nó ám một cái là chúng ta có nhiều mặt hàng to nhỏ khác nhau và gần như là chúng ta không điêu đồng giá được. Hoặc trường hợp này các bạn cố gắng điêu đồng giá nhưng mà nhiều mức giá. Loại A thì vào mức giá A, loại B vào mức giá B, loại C vào mức giá C. Thì như vậy thì chúng ta dễ kiểm soát được cái mức giá vận chuyển, gọi là cái cước vận chuyển. Ok chưa này? Tuy nhiên nếu mà các bạn nào mà không làm được cái việc này thì gần như là bạn, nếu mà bạn không kiểm tra được là gần như là không biết vô tình hay cố ý là các bạn sẽ bị dính. Bạn sẽ bị thất thoát gì? Thất thoát cái chỗ gì? Nó nhập sai số lượng, trọng lượng và thế là bị, lúc đó cái cước phí nó tính rất là khác. Các bạn hình dung chưa? Và đôi khi các bạn bị lỗ bởi ở những cái việc đó. Bây giờ mình nói tới cái hàng bị trả về tiếp. Hàng bị trả về là sao? Khi khách không nhận, rồi trả về kho vận chuyển. Trả về kho vận chuyển là trả về kho mình. Coi chừng các bạn bị cái này. Khi đi á, khi hàng đi á là cái mức giá khác, nhưng mà khi hàng quay về lại cái mức vận chuyển khác. Các coi chừng các bạn bị dính cái chỗ này. Thì lúc này mà các bạn kiểm tra theo cái file gốc mà theo số bill thì các bạn sẽ phát hiện ra. Còn nếu các bạn không có file gốc là các bạn bị dính. Ví dụ là hồi chuyển đi á thì giá của vận chuyển nó có 10 đồng, nhưng mà khi mà chuyển về giá vận chuyển lên 12 đồng. Cái vấn đề đó là gì? Sai trọng lượng, đồ gì đó, là chúng ta sẽ bị dính ngay. Và tiếp theo nữa nó là gì? Khi hàng trả về kho thì cái vấn đề đó là gì? Giá hàng nó có còn nguyên vẹn không? Hàng có bị vỡ không? Hay là hàng thiếu số lượng không? Ví dụ hồi kia đóng hộp là 10 cái, nhưng mà khi mà giao về trả lại kho thì nó còn có 8 cái à. Hàng bán không được còn 8 cái à. Hồi kia giao đi hàng nguyên, bây giờ trả về hàng vỡ. Thì khi mà hàng chúng ta nhận lại tại kho, chúng ta cũng cần có cái quy trình đó. Cái quy trình để chúng ta chứng minh được là hàng vẫn ok. Vậy quy trình đó nó là cái gì? Đặc biệt là hàng giá trị cao. Ví dụ như là hàng trả về rất là nhiều thì chúng ta khui nhanh cái lúc mà có bên trả lại, chúng ta khui nhanh những mặt hàng mà có giá trị cao để cho bên đó chứng kiến trước, ok, để chúng ta xử lý trước. Còn những đơn hàng còn lại thì để cho họ về, chúng ta từ từ kiểm tra rồi chúng ta báo cáo sau. Nhưng mà khi họ về rồi làm sao chúng ta có bằng chứng? Nhưng mà bắt họ ở lại thì không được, tại bản chất cái đứa kia là cái đứa giao hàng, nó còn phải đi làm cái việc của nó nữa, nó không ngồi đó nó so được. Thì cái quy trình mà giao hàng về thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta cần có hai camera để quay hai góc, một camera nó không có rõ, hai camera quay hết. Chúng ta ngồi, chúng ta kiểm tra, chúng ta tháo ra từng món hàng, chúng ta kiểm tra, tức là làm từ đầu tới hết, tháo ra từng món hàng kiểm tra. Để cái đơn hàng đúng thì không nói rồi,
còn nó không đúng, nó bị sai sót gì đó, thì chúng ta có cái bằng chứng gì? Bằng chứng để chúng ta làm việc với công ty vận chuyển. Các bạn có hình dung chưa? Làm việc cái gì thì cần phải có bằng chứng, tháo ra từng bước từ A tới Z để gì? Để hai bên cùng nhau xác nhận ra. Nghĩa là vừa rồi mình nói một cái quy trình nó khá dài và nó khá chi tiết, để các bạn có tư duy và bạn có cái góc nhìn để bạn tính toán cho nó phù hợp. Vậy thì cái buổi livestream hôm nay, bạn nào bán hàng online thì bạn mới thấy nó hữu ích đúng không? Có, hồi nãy mình thấy có bạn Quốc á, hồi giờ em chưa làm cái việc này. Chính xác. Và nếu mà bạn chưa làm, đơn hàng bạn ít thì mình không nói, đơn hàng bạn nhiều là mình bảo đảm lâu nay bạn mất tiền trọng á. Mất tiền trước tiên là lỗi của ta nha. Ở đây mình không có nói là lỗi của nhà vận chuyển nha. Hiếm nhà vận chuyển họ cố tình lắm. Những nhà vận chuyển họ làm ăn lớn thì họ không có cố tình đâu. Những nhà vận chuyển nhỏ họ mới cố tình thôi. Kể cả nhà vận chuyển họ cố tình thì lỗi đầu tiên cũng vẫn là lỗi ở ta. Bởi vì đã tiền của ta thì ta phải nắm chặt chẽ từ quy trình đầu cho tới quy trình cuối. Cảm ơn các bạn. Hôm nay các bạn đã dành thời gian để các bạn xem cái livestream này. Mong các bạn là hiểu được để điều chỉnh cái quy trình của mình. Mai mình sẽ tiếp tục mình livestream mình nói về cái chủ đề vậy chúng ta bán với cái giá nào thì nó phù hợp, cái cách chúng ta xác định giá nó như thế nào. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, nhớ đăng ký phía bên tay phải của bạn á, nó có cái nút đăng ký, bạn bấm đăng ký, bạn bấm vào cái chuông. Có cái chuông thì sao à, khi mình livestream thì nó báo đến nhà các bạn. Trong thực tế khi mà chúng ta bán hàng, các bạn có phát hiện ra điều nào không à? Đâu phải cái sản phẩm nào chúng ta bán lãi và lãi cao được. Nếu mà kinh doanh đơn giản như vậy thì nó đâu cần phải những lớp học, và nó đâu cần những cái người ta gọi là gì, chiến lược kinh doanh đồ gì lung tung trong đó hết. Khi mà chúng ta áp dụng vào chiến lược á, thì chúng ta mới phát hiện rằng có những sản phẩm chúng ta sẵn sàng bán lỗ. Bán lỗ nó có nhiều ý. Ý thứ nhất á, có thể là chúng ta thu hút khách hàng. Đó, ví dụ như Grab nó mới vào thị trường Việt Nam cách đây 5 năm trước, hoặc là Uber. Nó vào là các bạn thấy nó bán lỗ. Các bạn thấy hồi đó các bạn đi mua cuốc xe nó rẻ không? Nó rẻ không tưởng luôn. Nó vẫn áp dụng công thức đó, nhưng mà bắt đầu nó áp dụng linh động. Cái chiến lược giá nó đi liền với chiến lược kinh doanh mỗi thời cuộc mà.